Kính thưa quý vị, một người đàn ông bị bắt sau khi đụng chết một người phụ nữ trong vụ lái xe trên đường đi bộ, tông vào đám đông tại bờ biển Venice, California, tính từ Los Angeles. Một người đàn ông dân cư California đã bị bắt sau khi lái chiếc xe của ông tông vào đám đông đi bộ trên bờ biển Venice Beach, tiểu bang California, giết chết một người phụ nữ công dân Ý đại lợi đang hưởng tuần trăng mật. Ngoài ra, hành động lái xe tông vào người đi bộ còn gây thương tích đến 11 người khác. Cảnh sát Los Angeles nói rằng, ông Nathan Campbell, 38 tuổi, đã bị bắt giam vào cuối ngày 3 tháng 8 năm 2013, sau khi chiếc xe dùng phạm tội được tìm thấy nơi ông Campbell thường trú. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, người tài xế dường như nhắm vào các người đi bộ, trong lúc ông ta lái xe trên con đường đi bộ rất phổ biến tại khu bờ biển. Theo ước tính, ông Campbell đã lái chiếc xe với vận tốc là khoảng 20 dặm một giờ, tông vào các người đi bộ và các gian hàng trong khi dân chúng đang đi bộ la thét và tránh né. Hình ảnh của video thu được từ máy truyền hình an ninh cho thấy, người đàn ông lúc đầu đậu chiếc xe Dodge Avenger lại, ra khỏi xe nhìn vào đám đông. Sau đó, hắn đã vào xe và cho xe chạy tông vào đám đông. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết, ông Campbell bị bắt vì bị tình nghi giết người liên quan đến vụ việc, nhưng đã từ chối không xác nhận ông Campbell sẽ bị truy tố tội trạng gì hoặc nghi phạm có bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy hay không. Trong số 12 người bị thương, 10 người đã phải nhập viện. Trong số nhập viện có 2 người trong tình trạng nguy cấp và nay một người đã từ trần. Cảnh sát đã xác định người đàn bà tử nạn là người phụ nữ 32 tuổi, công dân Ý đại lợi, một người đang hưởng tuần trăng mật. Đường đi bộ tại bờ biển Venice là một nơi rất phổ biến cho khách du lịch. Vào năm 2003, một vị cao niên đã lái xe của ông vào đám đông người đang đi mua sắm tại chợ trời trong khu vực Santa Monica, giết chết 10 người và gây thương tích đến 69 người khác.